Chào mọi người. Tình hình là trưa nay á, mẹ mình có đi test Covid ở trước nhà, thì người ta nói mẹ mình bị dương tính. Còn mình thì mình chưa biết sao nữa, nhưng mà người ta nói là đợi mai coi người ta y tế xuống xem sao. Mà bây giờ nhà mình nó nuôi rất là nhiều chó mèo. Nuôi rất nhiều luôn á. Chó là còn 13 con, mèo là 8 con, còn gà 5 con, còn một con vịt nữa. Tụi nó mình cũng cưu mang tụi nó, người ta bỏ mình cũng cưu mang tụi nó về không đó. Mà giờ mình không biết là mai là mình có bị đi cách ly không nữa. Thì mọi người có ai mà có khả năng gì giúp đỡ mình không? Có nhà tạm hay là có cách nào không? Giờ mình rất là mình cũng không biết làm sao luôn á. Thiệt. Giờ không biết làm sao nữa. Đợi ngày mai y tế xuống. Mẹ mình thì nói mẹ mình bị Covid rồi đó. Còn mình thì mình không biết sao nữa. Mình rối lắm luôn. Không biết ai lo cho tụi nó nữa. Mọi người có cách nào không mọi người? Nhiều lắm luôn, giờ mình không biết sao nữa. Gì đó? Gì đó? Thôi ở trong nhà đi, cách ly. Ai cũng phải cách ly hết. Các bạn cũng phải cách ly. Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Hôm nay Trọng chưa cho nó ra ngoài quý vị ơi. Mấy bé ở nhà Trọng hôm nay Trọng chưa cho nó ra ngoài để cho nó nắng nôi cho nó khô gáo cỏ nè. Ông dì hấu tôi cũng ra ngoài kìa. Gán đợi từ đây tới chiều cho nó khô, Trọng thấy mua xăng gì đốt cái đống rác này. Đống cỏ nè. Út Nhạc là chuyên gia nha Nhạc. Cái miệng em là như cái gì á, cứ làm quan quát tối ngày nha. Đó đó. Nè. Quý vị khán giả thân mến, thì sáng hôm nay thì Trọng mới nhận được một cái video của một cái bạn mà gia đình cũng có nuôi là nếu mà gà, chó, mèo, rồi vịt gì nữa là cũng mấy chục con á. Mà cái bạn này thì đã từng nhắn tin với Trọng rất là nhiều lần. Nhắn tin rồi cũng có nói chuyện, rồi cũng hỏi thăm về chó, về mèo, rồi cũng muốn Trọng giúp đỡ nhưng mà chưa có cái điều kiện để lần nào để đến nhà được hết. Chưa giúp đỡ thì hôm qua Trọng có nhận được một cái tin hồi khuya chứ. Một cái tin là bạn ấy nói là gia đình bạn ấy á, là mẹ bạn ấy đã bị dương tính rồi, thì đã đi cách ly rồi. Trong ngày hôm nay thì bạn ấy là cũng sẽ được xét nghiệm, và nếu mà ấy thì bạn có kết quả thì bạn cũng sẽ đi cách ly luôn. Bạn rất là lo lắng là không biết làm sao mà để nuôi được cái đàn chó này, chó mèo, thì cũng có ý muốn là nhờ Trọng giúp đỡ cái kiểu là nhờ nhận nuôi cái bé này giùm. Nhưng mà Trọng thì thứ nhất là xa xôi, Trọng không thể nào mà nuôi được, mà thứ hai nữa là mà mọi người biết rồi, nhà mà đã có người bệnh rồi thì đâu có ai vào được nữa, người ta phong tỏa rồi. Nói chung là cái này cũng cái trường hợp cái ca này là căng lắm mọi người ơi, cực kỳ căng luôn. Trọng cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ có một cái cách là bây giờ hồi khuya Trọng có chuyển cho bạn là 500.000 để giúp đỡ, để cho bạn ấy mua đồ ăn dự trữ rồi thu xếp gia đình đằng sau đó. Chứ bản thân thì bây giờ như mọi người biết rồi thì ai mà đến khu đó được. Bây giờ Trọng đi ra mà có chó nhà Trọng bị bệnh ho mà có khoảng 2 cây số, mà Trọng còn không có thể nào đi vượt qua cái bên Tây Ninh để lấy thuốc về nữa, còn xuống Củ Chi cũng không thể nào lấy được. Nói chung là bây giờ là Trọng phải đành cho uống thuốc Tây á, nên là cũng khổ lắm. Cái trường hợp thứ hai thì đó là sáng hôm nay, cũng trong sáng hôm nay thì Trọng lại nhận được cuộc gọi của chị Út Long An.
có thể là mọi người biết chị Út Long An là người phụ nữ mà nuôi chó mèo mà yêu thương hết mực luôn, mà có cái bệnh là ung thư vú đó. Thì lúc trước Trọng cũng đã giúp đỡ chị ấy là mổ được cái ung thư vú, rồi cũng giúp đỡ chị ấy một số vốn để làm ăn. Thì cuối cùng thì chị cũng dành cái tiền đó để sửa nhà, cái máy tôn lại, rồi cũng đi lụm ve chai. Mà bây giờ thì mấy ngày nay thì cách ly mà nó kiểu này thì chị không thể nào đi lụm ve chai được. Chị hết gạo hơn một tuần nay rồi. Chị hết gạo một tuần rồi đó mọi người. Rồi hàng ngày á là chị phải đi đến cái chùa. Gần chị có một cái chùa hàng ngày phát gạo, nhưng mà mỗi một cái hộ một ngày á chị được có 1 ký thôi. Thì sáng hôm nay thì chị nói Trọng ơi, chị ngại dữ lắm, chị không có không còn cách nào nữa, chị mới gọi cầu cứu em. Chứ thật sự chị là cũng không có dám gọi cho em đâu. Là bữa nay mà Trọng nghe Trọng tức tốc mà hỏi chị bây giờ làm sao em giúp đỡ chị đây. Ô là trời, chị không có cái thẻ ATM, rồi cái người chủ đất của chị cũng không có luôn. Thì cuối cùng thì chị cũng được nhờ được một cái bạn nào đó trẻ trẻ ở hàng xóm thì đã xác minh, và Trọng cũng đã gửi giúp cho chị Út Long An là 1 triệu để giờ chị mua tạm là một bao gạo 50 ký thì chắc cũng 600-700. Còn lại thì chị sẽ mua thức ăn. Trước đây thì trong thời gian mà sau dịch đó, trước đây thì sau cái thời gian mà Trọng giúp á, thì cũng có những mạnh thường quân giống như là cô Diệt Thu Trân cũng đã từng gửi cho chị 100. Rồi một mạnh thường quân là Trọng đã chuyển rồi, mà tự nhiên Trọng đang ra ngoài này Trọng không có coi lại danh sách, thì cũng 1 triệu á. Hôm nay Trọng lại tiếp tục giúp cho chị Út Long An thêm 1 triệu nữa để mua một bao gạo với mua một ít thức ăn trong mùa dịch này. Nói chung là cũng khổ lắm. Hôm giờ nhận được tin nhắn của cái bạn kia thì thấy cũng đau lòng lắm, chó mèo. Nhưng mà bây giờ mình không có giúp được thì mình biết làm sao bây giờ. Nói như Trọng cũng đã có chia sẻ cái clip đó, 1 phút mấy của bạn ấy gửi qua, thấy cũng tội lắm, hoàn cảnh cũng tội mà giờ không biết làm sao. Mà Trọng chuyện cũng chỉ có thể là giúp đỡ cho bạn ấy được một ít tiền như vậy. Thật sự với mọi người luôn, có những trường hợp gửi qua vậy đó, Trọng cũng không có phải điều tra quá kỹ lưỡng luôn á quý vị. Trọng cũng chỉ có gọi điện thoại nè, gọi xác minh. Nói chung là xác minh cho nó biết gì thôi, chứ cũng không biết bên trong nó như thế nào. Nhưng mà Trọng vẫn giúp, thà bây giờ nó đang khó khăn nè, thì Trọng nghĩ là cái lúc đang khó khăn này thì mình cũng không phải điều tra điều chiết gì nữa. Người ta cần thì mình giúp thôi. Thà người ta nói thầy có một câu, mình thà giúp lầm hơn bỏ sót đi. Nói gì cho nó dễ, thà mình giúp mà nó đúng thì cũng tốt, còn không đúng thì cũng chả sao. Trọng cũng xin ao video ở đây, xin chúc cho quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe. Hôm nay thì Trọng vừa nói mà vừa quay mấy bé cho mọi người xem. Tới giờ này thì cũng vừa tới giờ cơm trưa rồi, nên là Trọng không có cho mấy bé ra ngoài sân chơi. Thật ra thì ở bên trong đó thì nó cũng đã là quá rộng rồi, thì chiều mới cho ra chơi. Bắp ơi, bắp ơi, lên nè. Mọi người thấy bắp ngoan chưa? Bắp ơi, cục cưng của anh. Bắp ơi, chèm lên. Bắp. Ê, bye bye khán giả đi bắp, Lùng, Lùng ơi, lên nè Lùng. Lùng giận anh hả Lùng? Lùng hay giận dỗ quá à. Lùng, cục cưng. Lùng ơi, anh mở cửa cho ra nè chơi nè. Lùng ơi. Trời. Rồi trong ao video nha mọi người. Chúc mọi người thiệt là nhiều sức khỏe.